Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông, xem nhiều kênh giá rẻ nhé. Em Trần Anh Auto xin gửi lời chào cô chú anh chị nha. Em vừa về tiếp cuộc mẫu Gru 2002 nè. Xe kính đuôi trời, chủ nhà đã lên kính đuôi trời nha. Trước tiên là lên cảm biến ghê nè, body kit nè. Anh chị thấy bộ body kit này không? Chạy xung quanh xe hai cụm đèn, len keng bản LS chữ Gru Chevrolet, một dòng xe thương hiệu khá là nổi tiếng của Mỹ, kẽn đuôi kéo mini tích hợp chữ Chevrolet, hai cụm đèn khá là mới nha. Body kit đi xung quanh hết rồi. Mâm là mâm đúc là sơn đen. Là cô chú anh chị khá là đẹp. Vỏ nè, vỏ đâu đó còn rơi vào tầm 70%, gầm bọng ở trong nè. Mới chưa? Nội thất option ở trong là da hết toàn bộ nha, sạch sẽ. Nói chung xe không một điểm chảy xước luôn. Sơn rin còn 22 khá là mới. Cô chú anh chị coi phần chốt nè, đẹp không bà con? Bốn cánh cửa tắp bi đẹp, da nè, da là mới nguyên bản luôn. Nè, keo nè, keo rin toàn tập, là lóc khóa cho em an toàn đầy đủ các tính năng nè. Là lên body kit bên hông nè, sạch sẽ chưa? Đó, đây là cô chú anh chị, đó là hàng đẹp cho những cô chú anh chị đã đam mê về mẫu xe này. Body kit bốn vỏ đều như nhau, cặp vỏ đầu 80% nè, mâm nè, mâm bóng loáng luôn, gầm bọng ở trong nè, rin hết nha cô chú anh chị nha. Hai cụm đèn sáng choang, biểu tượng của Chevrolet Cru đây bà con. Anh chị thấy body kit không? Lên bộ này không mười mấy triệu á, không rẻ đâu. Đó là hai cụm đèn nè, hai cụm đèn mới không bà con cô bác. Đi toàn bộ body kit rồi. Em đang kiểm tháng 6 năm 2023, được cái liền sạch lắm. Bốn kính cửa là keo là rin hết, không mất một phân keo nào nha bà con cô bác nha. Từ phần chỗ nách cửa như thế này nè, chốt bảy màu nè, trang bị là hai túi khí nguyên phụ bên tài, tắp lô tắp y liền lẹt, sạch sẽ. Ghế là ghế da, ghế da của Chevrolet. Từ phần bao da cuộn số là bao rin nha cô chú anh chị. À, chốt nè, mới không? À, cô chú anh chị mua xe để ý những cái đẹp bên cái chỗ mà Trần Anh quay á, đó là những cái chỗ đẹp thôi. Nhìn con xe là nói lên một thương hiệu nha bà con cô bác nha. Đây là tiếp tục vô tiếp phần máy cùng với Trần Anh nè. Dòng này sẽ có gương chỉnh điện, bốn cánh chỉnh điện, tắp bi những vân gai này. Keo, keo rin hết nhá. Rin hết chưa? Mạc tem nè cô chú anh chị nè. Cái chốt mới như thế này. Côn ga số là nguyên rin. Dòng này có cảm biến ve đầy đủ các tính năng. Vô lăng đẹp lắm. Lắc nhẹ cho khóa nổ. Vô lăng nè. Đó, đây là vô lăng của đời 2012 nè. Anh chị thấy mới không? Trợ lực em này cực kỳ là đầm nha. Đi được 61.360 km rồi nha cô chú anh chị. Đó, trang bị cho em nó là một cái đầu CD nghe nhạc chuẩn nguyên bản của dòng Cru thôi. Từ phần máy lạnh, lóc khóa mở cửa, ưu tiên chủ nhà lên loa súp, đầy đủ các tính năng rồi. Lóc khóa mở cửa tự động từ xe luôn. Trải nghiệm tiếp tục phần khoang động cơ máy nè. Đó là hàng đẹp đó. Mua về là chạy thôi. Được chưa? Ở sạch sẽ không bà con? Cô chú chị thấy sạch sẽ chưa? À, trên chủ nhà đã sơn đen lại, nhìn cái xe rất là cứng, kết hợp giữa hai màu trắng trắng đen nha, nhìn cái xe rất là cứng luôn. Đó, đẹp lắm. Halogen hết toàn bộ nha bà con cô bác nha. Form đẹp. Máy nổ thì thầm mùi xuân rồi. Đây là cục máy nè. Anh chị thấy cục máy còn không? Máy khá là mới. Chốt bảy màu vàng ươm luôn. Nước giải nhiệt. Hai bên kèo cột và rim không có dấu hiệu đâm vàng cấm đụng. Đi đôi là hai cục đèn rim theo xe mới tinh luôn. Xài toàn bộ IC nè. Anh chị nè, mặt nắp keo rim nè. Đây là mặt nắp keo nè. Chứ anh còn đây là thì á, thì không có mở luôn. Được chưa? Mẫu này chắc chắn với bà con là không có đổ hơi đâu. Nè, không một tí đổ hơi, nhớt mới luôn. Em này 1.6
1.6 sẽ đi đôi là 4 cái bed full. Đẹp chưa? Đó, cục máy sáng choang luôn. Anh chị thấy không? Đó, từ phần lốc lạnh rồi rin hết theo xe bô chống nóng mới tinh. Hai bên không đâm va và lỗi lầm trên chiếc xe nha. Sử dụng toàn bộ hệ thống dây cola cam hết toàn diện nha. Hai bên trụ đẹp như nhau nè. Tán nè, tán còn chưa mở nè. Keo là keo rin nè. Keo rin nắp carbon là toàn bộ là chất sân rin hết toàn diện trên chiếc xe. Được chưa cô chú anh chị? Tuyệt đối là rin. Em này máy rin số rin nha bà con các bác nhé. Phấn son 7 màu. Anh chị phấn son 7 màu không? Không lỗi nha. Đó, xe không lỗi nha. Dằn trước là mệt tem nguyên bản hết theo xe. Đó, mua về là bà con có bác chạy thôi. Vậy thôi. Đây là cửa hàng bên em nè. Đây cô chú chị xuống thoại em nè. Đây là cửa hàng bên em nha. Đây là salon bên em nè. Đó, bà con có bác nào thích mẫu xe nào thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Được chưa cô chú chị? Đó là hàng đẹp, em này chạy thì mẫu mã cực kỳ là đẹp. Thứ nhất là form đẹp, thứ hai độ đầm, thứ ba độ bền, cái thứ tư đồ đạc dễ thay dễ sửa vô cùng nha. Dễ thay dễ sửa vô cùng luôn. Được chưa bà con? Tiếp tục trải nghiệm phần cốp và phần gầm. Chúng ta sẽ có hệ thống đèn ở trong, đèn phát sáng ở trong. Và dòng này chắc chắn rồi, đi đôi luôn luôn là mở cốp điện. Đó, mở cốp điện cô chú anh chị ạ. À, cốp điện đã mở rồi nhá. À, sạch sẽ chưa? Keo nè, keo rin toàn tập nha cô chú anh chị nha. Keo rin hết toàn tập. Phần cốp khá là rộng rãi nè. Đó, bà con thấy phần cốp không? Phần cốp cực kỳ là rộng rãi luôn. Ở trong nè, mới tinh. Cái phần sắc xi nè, bà con coi phần sắc xi mới không? Đó, sắc xi của em crew mới tinh luôn. Nào cô chú anh chị, 22 cái cốp nó như thế này thì chắc chắn với bà con rồi. Cái gầm chả bây giờ mục nổi đâu. Đó, mới quá trời là mới luôn, sắc xi mới tính luôn. Tiếp tục trải nghiệm ngay phần gầm cùng với Trần Anh nè, để em kết thúc clip là tại nơi này nè. Đây bà con, tiếp tục phần gầm nha. Đây là phần gầm nè cô chú anh chị. Gầm bệ, ôi trời, vô cái body kit thì không quay gầm nổi. Nó dính cái máy quay em rồi. Em quay phía ngoài thôi nha bà con nha. Không nhét cho gầm được. À, anh chị thấy gầm không? Gầm mới không ạ? Đó là gầm mới tinh luôn. Không một tí và mục mọt ở dưới gầm. Đó, được chưa? Tiếp nè. Tiếp cho bà con phần gầm nữa nè. Đây bà con, cái bô 22 này khá là mới nè. Đó, gầm bọc ở trong không một tí một mọt ở dưới gầm, sạch sẽ chưa. Ở đam mê mẫu này thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Và em còn nhiều xe, nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng nha cô chú anh chị nha. Một lần nữa cho anh xin khép lại chương trình tại nơi này ạ. Em see you and goodbye.